buổi sáng, Kenry, con trai út của Chiri Phương Trinh và Bằng Kiều, đã mang lên phòng mẹ một phần cà phê đá cùng bó hoa do cậu bé tự tay trọn. Chiri chia sẻ, đó là hạnh phúc quá lớn với một người mẹ đơn thân và chị chẳng mong cầu điều gì hơn thế. Ngày của mẹ, Mô Thơ Sờ Dây, là ngày để những người con thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với các bà mẹ trên khắp thế giới, thường được tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 5. Ca sĩ Trúc Linh, phải, nhận quà sớm từ ông xã và hai con là kỳ nghỉ đến Santa Catalina. Santa Catalina là một hòn đảo đá ngoài khơi bờ biển bang California của Mỹ, với thời tiết dễ chịu và mát mẻ vào mùa này. Thành viên cặp song ca Trúc Lam, Trúc Linh hé lộ, ông xã cô nảy ra ý tưởng đưa gia đình tới đây trước dịp lễ ngày của mẹ vài hôm. Bởi vào ngày này, nơi đây sẽ đông đúc, không còn sự bình yên và thư thái. Vắng ông xã đang trường, doanh nhân thủy tiên vẫn ngập tràn hạnh phúc nhờ con trai thiên từ biết mang điều bất ngờ cho mẹ cậu bé đã chích số tiền tiết kiệm trong ống heo dành sắm xe hơi đồ chơi để mua hoa tặng mẹ ca sĩ tân hy khánh nhắc lại những hình ảnh thuở nhỏ bên mẹ anh hạnh phúc và biết ơn vì có mẹ đồng hành trong cuộc sống hồng ngọc dành trọn thời gian cho gia đình trong ngày đặc biệt cô vẫn thường đón mọi ngày lễ trong năm theo cách đơn giản nhưng ấm cúng như vậy nghệ sĩ hồng đào nghĩ về hai con sophia và vicky trong dịp tôn vinh những người mẹ chị đang có thời gian thảnh thơi tại mỹ để bắt tay làm du một năm nay hồng đào chưa thể về việt nam hoạt động nghệ thuật do dịch bệnh chị tận dụng cơ hội này thử sức lĩnh vực mới và chăm sóc bản thân sau khi trị bệnh thành công ben trần con trai ca sĩ ngọc anh ba a không ngừng cảm ơn những điều mẹ đã dành cho cậu về phần mình Ngọc Anh thấy bản thân còn nhiều điều chưa đúng với con, nhưng vẫn được con dành cho những lời ngọt ngào khiến tim chị tan chảy. Không chỉ con trai Ben, ông xã Rôn và thú cưng Bobby cũng chúc mừng Ngọc Anh nhân dịp này. Tấm thiệp dễ thương mà con trai Phạm Thanh Thảo làm tặng mẹ. Sinh nhật Hoa hậu Bình Phương trùng dịp lễ ngày của mẹ. Cô nhận được gấp đôi quà tặng và lời chúc từ ông xã Đức Tiến. Đức Tiến cảm ơn bạn đời đã đồng hành cùng anh đi qua hơn 10 năm hôn nhân anh trân quý sự hy sinh của cô khi mang thai và sinh bé mèo. Ngày lễ của Ngọc Quyên có hoa, bóng bay và bánh kem. Cô không mong chờ gì hơn là con trai Jiraya khỏe mạnh, ngoan và yêu thương mẹ. Bác Rô cùng cặp song sinh Ben và Liam đã tổ chức bữa tiệc nhỏ cho Quỳnh Châm. Gần đây, Quỳnh Châm trở lại công việc ở phòng nhà nên cô luôn trong trạng thái nhớ con vì đã cuốn quyết bên hai bé suốt 4 năm. Hai con gái của cặp đất Tinh Nguyễn và BB Phạm đã viết thiệp vẽ tranh để bày tỏ tình yêu dành cho mẹ